Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Đế Ma Quyết, tác giả Độc Cô Hồng, qua phần diễn đọc Chương Dụ. Hắc Trảo Diêm Bà gầm rú, vậy thì ngươi chớ hòng rời khỏi nơi đây. Có bao nhiêu bản lĩnh cứ thi triển ra hết đi, tối đa thì cả hai cùng chết. Dứt lời chàng chuyển thân định bỏ đi, nhưng vừa bước đi hai bước sau lưng đã có tiếng gầm lên. Ngươi muốn sống hay chết? Sau lưng tiếng gió rít mạnh, Thạch Mộng nghiêng thân đánh ngược một chưởng về phía mặt Hắc Trảo Diêm Bà. Lão bà vội vọt thân lùi lại, trong nhất thời lão bà không còn cách nào giữ được chàng. Thạch Mộng lạnh lẽo nói, Diêm Bà, nếu như ngươi thật muốn chiếm cái đầu của Thất Không Thiền Sư, thì bức bách ta cũng chẳng ích gì. Hiện tại ta phải đến nơi ước hẹn với Thất Không Thiền Sư. Đại khai, ngươi có lẽ cũng biết việc ấy. Đến lúc đó thì ở Long Môn Thạch Động sẽ đầy rẫy bọn tà ma quỷ quái. Dù bây giờ ta có bằng lòng với ngươi, chắc gì đến lúc đó yên thân với bọn chúng. Hắc Trảo Diêm Bà nghe thấy gật đầu liên hồi. Chợt nảy ra một ý, chàng nghĩ thầm, hà cớ gì ta không khiêu khích bà ma đầu này cùng đến Long Môn Thạch Động ác đấu một mất một còn với lũ ma quỷ kia. Nghĩ vậy chàng liền mỉm cười nói, Diêm Bà, nếu như ta là người, ta sẽ lên đường tới Long Môn ngay lập tức. Chàng chưa dứt lời, Hắc Trảo Diêm Bà gầm lớn dường như không thèm suy nghĩ. Đúng vậy, đúng là có lý. Lão bà động thân lướt vào nội thất. Thạch Mộng nhìn Thu Nhi nói, bà của cô nương sắp lên đường rồi đó. Thu Nhi như sực tỉnh nhảy tới, nàng kêu lên, ta cũng đi nữa. Chàng cười gượng một tiếng, chuyển thân bỏ đi. Thu Nhi kêu lớn, họ Thạch kia, người chớ đi vội như thế. Chàng không quay đầu lại, chỉ đáp nhỏ, bây giờ không đi, còn đợi chút nữa e rằng đi không được đó. Ra khỏi rừng trúc, chàng hít một hơi chân khí, phi hành trên con đường quan đạo. Bấy giờ bóng đêm đã vừa sập xuống thôn cư từng điểm đèn sáng. Chàng nghĩ thầm, chỉ cần hai canh giờ nữa là đã đến Hàm Dương, ta sẽ nghỉ một đêm, sáng mai khởi trình cũng chưa muộn. Chàng tức thì khi triển khinh công, phi thân như ánh chớp. Chạy được một giờ, đột nhiên bên thân chàng có tiếng cười ha hả. Thạch tiểu đệ, hãy chậm lại. Chàng dừng thân, một bóng áo xanh lục phi đến, thì ra là Lạc Dương Dương. Chàng vui mừng nói, lão ca ca đi đâu vậy? Lạc Dương Dương cười đáp, xin được chúc mừng Thạch tiểu đệ thoát hiểm. Tiểu đệ đi đâu vậy? Phó ước cùng với Thất Không Thiền Sư. Lạc Dương Dương cười lớn, lão ca ca định lên chiếm lấy di vật của Đạt Ma. Đây là cơ hội ngàn năm mới có, lão ca nào nỡ bỏ qua chứ? Chân quyết Đạt Ma Phật kệ nằm trong di vật của Đạt Ma Tổ Sư. Ngoài tuyệt thế thần công ngàn năm khó cầu, còn có thể khai mở khóa vàng thiên phủ, thảo nào ai nấy cũng đều thèm muốn, lão ca ca cũng không ngoại lệ ha. Lạc Dương Dương cười ha hả, lão ca ca không có lòng tham ấy đâu, nhưng nếu để bảo vật rơi vào tay của bọn ma đầu thì thật là nguy hiểm, nên lão ca ca quyết không bỏ qua. Đột nhiên lão hạ thấp giọng rồi nói nhỏ, Thạch tiểu đệ, nói thật với đệ, nếu lão ca ca không lấy được nó, lão ca ca sẽ tìm cách tiêu hủy nó cho yên tâm. Tiêu hủy đi không đáng tiếc lắm sao? Đó là điều bất đắc dĩ. Trước mắt thành thế của Lý Chiêu đã hùng hậu, đủ để làm ác hoành hành rồi. Nếu hắn đoạt được Đạt Ma Phật kệ nữa, coi như là Võ Lâm bị kiếp nạn cực lớn. Thạch Mộng cúi đầu trầm tư một lúc rồi nói, nói vậy cái ước hẹn giữa tiểu đệ và Thất Không Thiền Sư thật gì nhỏ mà thành lớn. Tiểu đệ chỉ vì muốn thanh minh, quan tình cho ân sư mà phẫn quốc ước hẹn chứng minh với thiền sư, không ngờ lại dẫn đến những chuyện quá ư là nghiêm trọng. Tiểu đệ không có lỗi gì cả, chỉ hận rằng bọn ma đạo của Võ Lâm ngày càng đông, xem ra kiếp nạn Võ Lâm khó mà tránh khỏi. Lão ca ca nói vậy là sao? Lẽ nào tiểu đệ không biết chuyện bọn quần ma đang cố tranh đoạt cái đầu của Thất Không Thiền Sư?
Nếu theo ta suy luận, chuyện này có quan hệ rất lớn đến mệnh vận của Võ Lâm đó. Vậy sao, lão ca ca? Tiểu đệ chính đang lấy làm kinh ngạc về chuyện cái đầu của thiền sư đó. Lạc Dương Dương lắc đầu nói, tên hiệu thông thiên hiểu của ta e rằng cũng chỉ chuyện này mà hỏng bét rồi. Lẽ nào lão ca ca không tìm ra được dấu vết nguyên nhân vì sao chúng lại cần đến cái đầu của Thất Không thiền sư ư? Không có, không hề có. Thạch Mộng trầm ngâm, lão ca ca, tiểu đệ có một dự định. Tiểu đệ nói nghe thử. Tiểu đệ muốn hủy bỏ ước hẹn cùng với Thất Không thiền sư. Lạc Dương Dương bật cười. Cửa Phật không được hí lộng vọng ngôn, lẽ nào tiểu đệ không biết? Huống gì Thất Không thiền sư là một tiền bối đạo cao chức trọng ở Thiếu Lâm, dù đệ có hủy bỏ ước hẹn thiền sư, lẽ nào vì đệ mà thất hẹn? Nói khác đi là bọn thần ma muốn chiếm đoạt đầu của thiền sư đã thành một điều chắc chắn rồi, chỉ mượn ước hẹn của đệ là một cái cớ mà thôi. Càng gật đầu, đột nhiên Lạc Dương Dương kêu lên kinh ngạc. Ủa, tiểu đệ phải chăng ngươi đã trúng độc? Chàng thấy thái độ kinh ngạc của Lạc Dương Dương chẳng lấy gì làm kỳ, bình tĩnh lên tiếng nói. Dân, tiểu đệ trúng độc hủ thi của thi ma, e rằng chỉ sống được có 3 ngày nữa. Lạc Dương Dương kinh hãi thối lùi 2 bước. Chất độc hủ thi không có thuốc nào chữa trị. Chàng nghe câu ấy im lặng một lúc không biết nói gì, ở trong lòng hết sức tuyệt vọng. Bóng ma tử thần như đè xuống tâm khảm của chàng. Cuối cùng chàng ấp úng nói, Dù sao thì cũng là số mệnh, sức người không thể vãn hồi. Lạc Dương Dương buồn bã, đột nhiên chàng bật cười ha hả nói, chết thì chết chứ sợ gì, đừng nghĩ tới nó nữa. Lão ca ca, khi nào đến Hàm Dương chúng ta sẽ mua rượu uống một trận túy lý chơi. Lạc Dương Dương phụ họa, có lý lắm, chúng ta đi thôi. Một già một trẻ tức thì phi hành như bay về hướng thành Hàm Dương. Không lâu sau thì họ đã vào thành, tìm một tửu điếm lớn nhất cùng gọi rượu uống. Tửu lượng của Nhạc Dương Dương quả là kinh người. Lão uống một lúc hết 7-8 cân rượu, vậy mà vẫn chưa đủ. Xưa nay Thạch Mộng chưa hề uống rượu, nhưng hôm nay chàng cũng uống hết 2-3 cân, bất giác đã xài túy lý. Toàn bộ ưu khách ở trong tửu đều nghiêng đầu sát hai người. Sau khi say mềm, liền đứng bật dậy vỗ vai của Lạc Dương Dương nói, lão ca ca, chúng ta nhân lúc say này đi thử nguyệt cho vui. Nhạc Dương Dương cũng đã thấm mềm say rượu, liền cười lớn, không ngờ Thạch tiểu đệ cũng có nhã hứng ấy. Trả xong tiền rượu, hai người ra cửa tửu điếm, cả hai nương tựa đỡ lấy nhau rồi loạn choạng lảo đảo đi qua các con đường. Nhạc Dương Dương và Thạch Mộng cứ lảo đảo đi tới. Ngay lúc ấy, bên tả của con đường phố hốt nhiên bắn ra 2 bóng người mau lẹ lạ thường. Trong cơn say, Lạc Dương Dương, Thạch Mộng đã biến thành 2 người khác. Tuy công lực vẫn còn nhưng 2 mắt đã mất hết phần tinh nhuệ. 2 nhân ảnh đã đến gần 2 trượng mà họ vẫn không phát hiện. 2 bóng đen ấy cũng chẳng lớn tiếng, chưởng giơ lên sắp đánh tới. Khi Lạc Dương Dương và Thạch Mộng phát tác thì đã không còn tránh né kịp nữa. Nhạc Dương Dương chỉ còn cách kéo Thạch Mộng lùi lại sau 2 bước, nhưng vẫn bị chưởng phong quét trúng. Cả 2 lảo đảo lại lùi 5 bước nữa. Xoay đầu nhìn lại, 2 bóng đen ấy chính là 2 thiết vệ của Võ Lâm Đế Quân. Chiêu đầu đã đắc thế, 2 thiết vệ liền đánh tiếp chưởng thứ 2. Thạch Mộng bật cười ha hả nói, Thạch Mộng ta muốn chết cho mau mau đi, các ngươi đừng đòi chết trước ta chứ. Chàng dẫn bí phủ thần công lên sắp phát chưởng ra. Nào ngờ góc phố bên hữu có tiếng cười âm lạnh vọng đến. Nhân ảnh chỉ lắc lư đã đến gần. Bình bình, 2 tiếng rú lớn. 2 tên thiết vệ phúng máu như suối rồi ngã xuống giữa đường. Nguy rồi, có kẻ giết người. Khắc Bộ Hành kêu gào điên loạn rồi bỏ chạy. Thạch Mộng và Lạc Dương Dương cũng ngẩn người. Cuối cùng Lạc Dương Dương vẫn là người tỉnh hơn. Lão kéo Thạch Mộng và nói, tiểu đệ chạy. Họ không còn e dè gì nữa, lập tức thi triển khinh công. Tùng thần xa hơn 20 trượng biến thành 2 luồng khói phi hành ra khỏi thành Hàm Dương. Nhưng không lâu sau, hơn 10 bóng nhân ảnh đã đuổi theo dây chặt lấy họ. Tất cả đều là thuộc hạ của Võ Lâm Đế Quân. Thạch Mộng bật cười điên cuồng.
các ngươi muốn gì đây? Hãy ngoan ngoãn theo chúng ta về gặp đế quân, nếu không hai người chớ mong sống sót. Xin cứ thử xem. Hơn 10 tên thuộc hạ đế quân hò hét loạn xạ tung thân đến, lại có âm thanh lạnh lùng phát ra từ bên cạnh. Thạch Mộng, người cứ lên đường để lão phù thanh toán bọn này cho. Đột nhiên từ trên không trung có mấy tiếng chim kêu quang quát quái dị. Một bầy chim đen lao từ trên cao xuống. Mấy tên thuộc hạ của Võ Lâm đế quân rú lên khủng khiếp, ngã lăn dưới đất giải dụa. Liên hồi rồi không lâu tắt thở. Lạc Dương Dương cười ha hả. Thạch tiểu đệ, có người đi theo ngầm bảo vệ tiểu đệ, còn sợ gì nữa, đi thôi. Chàng cũng cười lớn. Quyền Ưng Ma Kiêu, suốt đời của ngươi có lẽ lần này là lần đầu tiên có hành vi tốt đẹp. Thạch Mộng, nên nhớ cho kỹ, nếu lão phu không chiếm được cái đầu của Thất Không Thiền Sư, ngươi đừng có hòng mà sống. Quyền Ưng Ma Kiêu vừa dứt tiếng, lại có một âm thanh lạnh lẽo khác cất lên. Thạch Mộng, ngươi đã trúng độc hủ thi của lão phu. Nếu ngươi đem cái đầu của Thất Không Thiền Sư cho kẻ khác, lão phu sẽ để mặc cho ngươi bị độc phát tác mà chết. Âm thanh ấy rõ ràng là của Hắc Trì Thi Ma. Lão Thi Ma, người ẩn thân ở đâu? Báo cho người biết, chớ hòng lấy đầu của Thất Không. Âm thanh ấy là do Hắc Trảo Diêm Bà phát ra. Hắc Trì Thi Ma gầm rú lên. Lão Khất Bà, người cũng đến đây sao? Lão Thầy Ma, món nợ cũ của ngươi với lão thân, ngươi còn chưa trả xong đó. Hai bóng nhân ảnh từ xa hơn 10 trượng bay vọt lên, vừa hợp lại liền tách ra. Bình một tiếng dữ dội, tiếp đó thì im bặt. Hài lắm, cứ đánh nhau đi. Tiểu đệ, phúc duyên của tiểu đệ lớn lắm nên mới được nhiều cao thủ ma đầu hộ tống như vậy. Sau câu nói ấy, Lạc Dương Dương cười ha hả. Trong cơn say còn lại, lão nhân từ giả Thạch Mộng. Một mình chàng cô độc tìm về Long Môn. Con sông Hoàng Hà thao thao chảy xuôi ngàn dặm. Cạnh sông Hoàng Hà là ngọn Long Môn, quanh năm mây mù phủ kín. Long Môn Thạch Động nằm trong dãy núi Long Môn ấy. Hôm nay xuất hiện một bóng người. Khi chàng về chốn cũ nơi đây đã nhìn thấy ngay một nấm mồ mới đắp. Trước ngôi mộ dựng lên một tấm bia. Tấm bia đã viết mấy hàng chữ. Tiên sư Long Môn cư sĩ chi mộ, đệ tử Thạch Mộng lập. Rõ ràng ngôi mộ này của ân sư chàng là do Băng Cơ Thường Nga đắp nên. Chàng chỉ còn biết khóc than bái lại trước mộ của người, đồng thời hết sức cảm kích về nghĩa cử của Băng Cơ Thường Nga. Hôm nay chính là ngày ước hẹn chàng già Thất Không Thiền Sư. Chàng dư biết xung quanh Long Môn Thạch Động bây giờ mai phục không ít bọn ma đầu, chờ đợi chiếm đoạt cái đầu của Thất Không Thiền Sư. Tâm lý chàng hết sức căng thẳng. Đợi đến gần hoàng hôn mà bóng dáng của Thất Không Thiền Sư vẫn chưa xuất hiện. Thạch Mộng lấy làm lạ, vì chàng vốn biết Thiền Sư đạo cao đức trọng, bậc nhất hiện nay của Thiếu Lâm Tự lẽ nào lại thất hẹn. Mang theo sự hoang mang lạ lùng ấy, Thạch Mộng bước vào lối quen thuộc nhập động. Dưới một kẻ đá chàng nhìn thấy mờ tỏ, có vật trăng trắng. Cúi xuống lượm lên coi thì ra đó là tờ giấy lấm lem những đất. Thạch Mộng giật mình đọc những hàng chữ. Thạch Mộng thí chủ, bần tăng lấy làm thẹn khi biết rõ sự nghi ngờ của bần tăng là sai. Long Môn cư sĩ không hề là thủ phạm ăn trộm di vật của tổ sư Đạt Ma. Lòng lấy làm ân hận, bần tăng xin tặng thí chủ bí kíp Đại Thừa Thiền Công để chứng thực lòng sám hối và coi như cuộc ước hẹn hôm nay được giải bỏ. Thư không có chữ ký, nhưng tất nhiên chàng biết đó là thủ bút của Thất Không Thiền Sư. Dưới tờ giấy ấy còn có một tập sách mỏng. Đó chính là Đại Thừa Thiền Công bí kíp của Thiền Sư gửi lại cho chàng. Thạch Mộng cầm tập sách lên, cảm kích vì sự trung thực, quang minh lỗi lạc của Thất Không Thiền Sư. Chàng bắt đầu ngồi tọa công trong thạch động, bắt đầu luyện tập Đại Thừa Thiền Công. Khi vào đến cảnh giới vô ngã, Thạch Mộng quên cả cảnh vật ở bên ngoài, quên cả thời gian và quên cả tình huống mà chàng đang dấn thân vào. Đột nhiên bên ngoài cửa động có tiếng động khác lạ vang lên. Thạch Mộng không ngạc nhiên lâu. Hai bóng đen chớp nhoáng đã phi thân vào trong động. Đó là một lão bà tóc trắng áo đen và một trung niên hán tử. Chàng thu công lại và hỏi lớn. Chư vị là ai?
Lão bà bật tiếng cười ha hả không đáp. Trung niên hán tử gằn giọng: Bản phủ chủ nhân Ma Thượng Ma và Ngân Xà đệ tử xin có lời mời thiếu hiệp về bản phủ. Chàng kinh ngạc nói: Bản phủ là gì? Lão bà Ma Thượng Ma hừ mũi lạnh lùng nói: Bản chủ nhân không tiện nhiều lời, có đi không thì nói. Tại hạ rất tiếc nếu không chưa nghe rõ lý do. Ma Thượng Ma quay sang hán tử trung niên: Hãy mang y đi quăng xuống độc trì. Trung niên hán tử xuống tấn, chưởng lực lập tức thị quy phát ra. Thạch Mộng đã sớm đề phòng tụ tập công lực, vừa thấy chưởng phong quét đến, song chưởng của chàng đảo lên đủ 10 thành công lực. Bí phủ thần công phát ra nghênh tiếp. Chàng tưởng rằng chỉ trong một chiêu có thể đốn gục tên Ngân Xà đệ tử ấy. Nào ngờ chưởng lực của chàng vừa phát ra sắp chạm vào chưởng lực của đối phương, thình lình chưởng lực của chàng như chạm vào khoảng không, vì chưởng lực của đối phương đã tiêu tan một cách vô hình. Căn bản chưởng chàng không bị chút cản lại, mà tên Ngân Xà đệ tử vẫn đứng yên bất động. Thạch Mộng cả kinh, tâm niệm thoáng qua nghĩ thầm: đây là loại tà môn ngoại đạo gì vậy? Nhưng chưởng pháp chàng vừa phát ra vừa rồi không sao thu về kịp nữa. Thình lình nhân ảnh chớp giọt tới, quyển mạch cổ tay của chàng đau nhói. Chàng rú lên một tiếng vì mạch môn đã bị đối phương chập trúng. Tên Ngân Xà đệ tử thi lễ rất đàng hoàng: mời Thạch thiếu hiệp dời gót. Chàng tức giận phải nghiến chặt hai hàm răng. Ma Thượng Ma bật ra tiếng cười sắc ngọt: chỉ có một chiêu mà ngươi tiếp không xong, còn hòng chống cự làm gì nữa? Hãy ngoan ngoãn theo chúng ta, dù có chôn thay trong bản phủ cũng là may cho ngươi lắm rồi đó. Thạch Mộng giận đến run lẩy bẩy toàn thân, nhưng quyển mạch đã bị đối phương khống chế, không còn cách nào khác hơn. Chống cự cũng đành cố nén phẫn nộ. Ngân Xà đệ tử nhấc bổng Thạch Mộng lên, hắn cùng thân trước mặt của Ma Thượng Ma một cái rồi điểm mạnh cước giọt ra bên ngoài cửa động. Hắn đem theo Thạch Mộng phi hành dung dút rời Long Môn Thạch Động, chỉ trong thoáng chốc lại chui thân vào một thạch động rộng hơn khác. Bây giờ chàng mới nghe Ma Thượng Ma cất tiếng: các ngươi dậy hết đi, sẽ có đệ tử ta dẫn các ngươi đi. Ngày mai bản phủ sẽ phong tặng chức vị cho các ngươi. Thật là ngoài mọi sự tưởng tượng của chàng, một kẻ thù là Võ Lâm Đế Quân chàng còn chưa trừ khử xong, hiện giờ lại xuất hiện thêm lão Ma Thượng Ma này nữa. Mà quy lực thanh thế của lão bà này hình như không kém gì Võ Lâm Đế Quân. Võ Lâm đã đến hồi mạt dẫn rồi chăng? Ai là người có khả năng giảng hồi thế cục này đấy? Thạch Mộng vẫn bị hán tử ấy giác ôm tiến sâu vào trong động phủ. Trong lòng hết sức là buồn bã lo lắng, chàng vô tình buông ra một tiếng thở dài. Thạch tiểu hiệp than thở có ích gì? Câu hỏi của tên Ngân Xà đệ tử như cảnh tỉnh chàng. Nhớ lại bản thân bị đối phương kềm chế, chàng chỉ muốn chết mau cho xong. Giờ này ở cửa Long Môn Thạch Động, các bạn hữu của chàng chắc rằng cũng đã đang có mặt đầy đủ. Họ sẽ lo lắng vì chàng biết bao. Chết ư? Mấy ngày gần đây bóng ma thần chết vẫn lởn vởn ở trong đầu chàng, nhưng chàng không thèm để ý tới. Nhưng chết ở một nơi mà chàng chưa biết là nơi đâu thì quả là chưa hề nghĩ tới. Chàng tự mỉm cười như muốn tự chế giễu mình. Bằng hữu định đem tại hạ đi giết chết ở đâu đây? Chết ư? Ai mà không phải chết? Nhưng thiếu hiệp còn trẻ tuổi mà đã sợ chết rồi sao? Âm thanh của Ngân Xà đệ tử rất bình dị, thân mật, không hề có một chút ác ý nào, khiến cho chàng cảm thấy kinh dị. Chàng cười nhạt nói: bằng hữu nói thật, tại hạ không hề sợ chết, nhưng chỉ buồn là chết không đúng chỗ. Có người thèm chết ở nơi phúc địa này mà còn không được đó. Phúc địa? Thiếu hiệp có bao giờ nghe qua người ở Đông Hán Xà Tiên chưa? Chưa hề. Vậy ra thiếu hiệp thô lậu quá. Thời Hán Xà Tiên là người phò nguy cứu khổ, bàn phát tiên dược cứu khắp nhân gian. Sau đó người ẩn tu ở nơi đây hóa thành tiên. Vì vậy nơi đây chính là phúc địa. Mùa đông ấm áp, mùa hạ mát mẻ, lại còn có ngọn suối thiên có thể giữ mãi tuổi xuân. Bằng hữu, tại hạ không có ý hỏi về căn nguyên động phủ này. Tại hạ chỉ tiếc không biết động phủ này ở nơi đâu và tên là gì mà thôi. Thiếu hiệp muốn biết làm gì? Thiếu hiệp là người sắp chết,
tại hạ rất vui lòng trả lời những câu hỏi của thiếu hiệp. Thạch Mộng thấy thần thái của tên ngân xà đệ tử này rất là hào sảng, nhưng muôn ngàn ưu tư không biết phải hỏi từ đâu. Hốt nhiên chàng nhớ tới, giờ này có thể Bạch Hàm Như và lại Hòa Thượng Dương đã có mặt trước cửa Long Môn Thạch Động chờ chàng. Chàng bèn nói, chết thì có lẽ chết thật rồi, còn gì đáng hỏi nữa. Chẳng hai bằng hữu có gì tại hạ làm giúp một việc chăng? Việc gì? Sau khi tại hạ chết rồi, phiền bằng hữu hãy báo cho các bạn của tại hạ rằng tại hạ chết vì thi độc phát tác nhé. Thi độc phát tác ư? Đúng vậy, thi độc phát tác. Đừng bao giờ nói rằng tại hạ chết ở nơi đây. Ngân xà đệ tử hơi trầm ngâm rồi gật đầu nói, những người bạn của thiếu hiệp ở đâu? Ngoài cửa Long Môn Thạch Động. Được, chỉ cần họ còn sống, tại hạ xin làm việc ấy. Kiếp này tại hạ khó mà đền ơn cho bằng hữu, nhưng tại hạ vẫn nhớ ơn ấy cho đến chết. Bằng hữu tên là gì? Tại hạ là Truyền Vinh Xuân. Bây giờ tên ngân xà đệ tử tốt bụng ấy đã vác Thạch Mộng chui qua một cửa tròn. Cảnh vật thay đổi trước mắt của chàng. Đây là một khu rừng trúc rậm rạp dây quanh. Một hồ nước nhỏ, nước hồ xanh ngát một màu. Thạch Mộng nhìn một lượt cảnh sắc, đá sạch như lao treo ngược ở trên hồ, chẳng khác nào cảnh thần tiên ở trong bụng núi. Chàng không hề cảm thấy sợ hãi gì nữa, bình tĩnh hỏi, đã đến độc trì rồi đấy ư? Nó sâu lắm phải không? Sâu không lường được. Nước độc tại sao có ở đây? Đó là chỗ xà tiên tu luyện công phu đó. Tiền Vĩnh Xuân cả cười nói, tiếc rằng hậu duệ của xà tiên lại chết ở dưới chính cái hồ nước độc ấy. Bằng hữu nói sao? Xà tiên mà còn hậu duệ từ đời nhà Hán đến nay ư? Đó là lời của động chủ, nhưng chưa hề có ai nhìn thấy. Hắn đặt Thạch Mộng xuống đất, rồi sau đó giái chàng rất là lễ độ. Vì có lệnh trên không thể trái, Thạch thiếu hiệp thứ cho tại hạ phải làm theo lệnh. Chàng mỉm cười nhẹ nói, bằng hữu cứ làm theo lệnh, tại hạ tuyệt không dám quán trách gì bằng hữu. Truyền Vĩnh Xuân bi thiết nhìn chàng như có điều gì đó bất nhẫn. Cuối cùng hắn nghiến răng quát lớn, dù cho thiếu hiệp có oán hận ta, ta cũng không có cách nào khác. Hắn đẩy mạnh tay làm cho Thạch Mộng rơi xuống hồ nước độc mà lão ma thượng ma gọi là độc trì. Bùm một tiếng nước bắn lên, Thạch Mộng đã chìm liễm. Chàng giống lớn lên bên bờ sông Hoàng Hà, tự nhiên rất giỏi về thủy tính. Khi rơi xuống nước vô hình trung, hai tay của chàng quạt mạnh nhẹ nhàng lặn xuống. Nơi đây là hồ độc, nước độc, chàng tự nghĩ tất phải chết. Nào ngờ đâu vừa rơi xuống đột nhiên chàng thấy toàn thân ngứa ngáy. Chàng không khỏi nghĩ thầm, đây có lẽ vì nguyên nhân do trong nước có độc, lần này chắc chắn ta chết mất. Sau một lúc tự ngứa ngáy càng tăng thêm, chàng chịu không nổi, hai tay gãi loạn xạ toàn thân. Chính vì vậy mà không thể bơi được nữa, thân hình của chàng chìm sâu xuống. Dần dần ý thức của chàng trở nên mơ hồ, bị nước ọc vào miệng. Chàng uống liền mấy ngụm nước độc, cuối cùng rồi hôn mê bất tỉnh. Khi chàng tỉnh dậy, trước mắt tối đen một màu, nhưng thân của chàng không còn ở trong hồ nước độc kia nữa. Hai mắt của chàng mù mịt, không thể nhìn thấy rõ vật gì. Chàng nở nụ cười thê thảm lẩm bẩm, trong âm ti địa ngục, té ra lại tối đen như thế này. Nụ cười của chàng quá ư là bi thảm. Đột nhiên chàng nhớ tới thân thể của mình. Chàng dần dần cố gượng đứng dậy rồi tự nói, nếu quả như ở dưới âm ti địa phủ thật có Diêm Vương như truyền thuyết, sao ta không tìm hỏi hắn về thân thế của ta? Nghĩ như vậy cho nên hốt nhiên chàng điên cuồng cười lớn, hài tử, nơi đây tuyệt không phải là âm ti địa phủ, người tuyệt không hề chết. Tiếng nói vọng ra từ bên cạnh thân chàng, âm giọng mười phần nhu hòa ngọt ngào và phát ra từ miệng của một nữ nhân đẹp như châu như ngọc. Thạch Mộng cả kinh hồn vía, nhưng hai mắt vẫn chưa thể nhìn thấy gì. Chàng cất cao giọng nói, ta không hề chết ư? Cô nương là ai? Ta là Xà Cơ. Xà Cơ? Ta chưa hề nghe qua. Thực tình ta chưa hề chết sao? Đúng vậy. Vì sao ta lại chưa chết? Bị nước độc tẩm vào người, làm sao mà còn sống được nữa? Đúng vậy, ta cũng chẳng hiểu đó là lẽ gì.
chỉ biết thật sự các hạ chưa chết. À, ta vẫn còn sống, sống trong cảnh đuôi mù thế này. Đợi một lát nữa các hạ sẽ nhìn thấy nơi đây là nơi nào. Dưới đáy độc trì và cũng là tỉnh thất diễn tổ xà tiên của ta. Thạch Mộng vẫn còn nhớ lời của ngân xà đệ tử truyền Vĩnh Xuân. Quả nhiên hắn nói là đúng. Càng lớn tiếng nói, tỉnh thất của Đông Hán xà tiên, người là diễn tổ của cô nương. Cô nương đây là hậu duệ của xà tiên. Kỳ quái. Các hạ nói đúng đó, nhưng có gì mà kỳ quái? Hậu duệ của xà tiên, cô nương không thấy đó là kỳ quái ư? Thế thì cô nương là rắn. Chữ Hán nghĩa là con rắn hay là người? Im đi. Các hạ chớ có hỏi vô lý, đương nhiên ta là người. Là người sao tên gọi là xà? Cái ấy người chịu khó suy nghĩ ắt biết, cần gì ta giải thích. Thạch Mộng ngạc nhiên nhưng chàng vốn thông minh, đột nhiên chàng tỉnh ngộ. Ất cô nương này có mẹ là xà tiên, rồi giao phối với người sinh ra nàng. Trừ nguyên nhân ấy, không có cách nào giải thích khác hơn. Chàng vội nói, tại hạ là Thạch Mộng, nhất thời lỡ lời, xin cô nương tha thứ. Được như vậy mới không uổng công ta chăm sóc cho ngươi 3 ngày 3 đêm nay chứ. Vừa nghe 3 ngày 3 đêm, Thạch Mộng cơ hồ muốn nhảy dựng lên. 3 ngày 3 đêm rồi ư? Như vậy là đến hạn chết của ta rồi. Tại sao vậy? Vì tại hạ đã trúng độc của thi ma. Tiếng cười như tiếng ngọc dở bên thân của chàng. Nói như thế là các hạ đã vì họa mà gặp phúc rồi. Các hạ sở dĩ không chết là do được chất độc trị chất độc. Nếu như các hạ không trúng độc thi ma trước, e rằng đã bị tan xương. Nhưng bây giờ các hạ vẫn chưa chết, thì sẽ không còn độc vật nào hại các hạ được nữa. Thạch Mộng cả mừng. Đột nhiên trong mục quan của chàng hiện ra một bóng người. Dần dần chàng có thể nhìn ra đó là một gian thạch thất. Chàng vui mừng điên cuồng lên. Tại hạ lại nhìn thấy rồi. Sớm muộn gì các hạ cũng sẽ nhìn thấy, có gì mà lạ. Trước mắt của chàng bóng người dần dần hiện rõ. Đó là một cô nương tóc xõa ngang vai, hai mắt long lanh cực sáng. Thình lình chàng ngây người ra. Lúc ấy chàng mới chú ý, chung quanh gian thạch thất bày đầy những lọ thuốc to nhỏ khác nhau. Chàng không khỏi trừng mắt kinh ngạc nhìn xà cơ. Một lúc sau chàng mới chợt tỉnh. Như vậy tại hạ phải gọi cô nương là lão tiền bối. Giảng bối lấy làm lạ, tại sao tiền bối không nghĩ đến việc ra khỏi cái đáy độc trì này? Xà cơ xịu mặt buồn bã nói, ta đánh không thắng được ma nữ. Nếu ra khỏi đây, chỉ e rằng bị ma nữ giết chết. Tiếp đó lại cười ảm đạm nói, kỳ thực ta đã lớn tuổi lắm rồi, còn ra bên ngoài làm gì nữa, chi bằng cứ sống ở đây, không buồn không lo, có phải là hay hơn không? Nghe luận điệu ấy, Thạch Mộng 10 phần kinh ngạc. Chàng tự nghĩ sự đau khổ nhất ở trên đời là sự cô độc. Nếu không phải là người tu dưỡng thâm hậu, quyết khó mà chịu nổi sự cô độc. Chàng đang định mở lời thì xà cơ đã cười nhẹ nói, con ma nữ ấy khi xưa nếu không được ta cứu có lẽ đã chết không chỗ chôn thay rồi. Nào ngờ nó biến ân thành quán, ngấm ngầm âm thầm học xà ma kinh của bản môn rồi sau đó hạ độc thủ với ta. Chàng nghi hoặc nói, xà ma kinh phải chăng là bí kíp võ công do tiên tổ tiền bối để lại? Đúng vậy, tiền bối không biết bí kíp ấy. Sự thật vì kinh ấy quá ư độc, trừ thượng tổ bản môn ra không ai dám đọc kinh ấy. Ma nữ được tiền bối cứu xong lén học xà ma kinh, nên võ công tạo chỉ mới hơn người, phải vậy chăng? Xà cơ gật đầu ảm đạm nói, võ công con ma nữ ấy vốn đã rất khả quan, học được xà ma kinh như hổ thêm dây. Ta tin rằng hiện nay trừ Phật môn chí thượng thiền công ra không ai có thể đánh hơn được nó. Thạch Mộng chấn động, xà cơ tiếp tục nói, trong xà ma kinh có công phu độc hiểm nhất là xà ma nhãn công. Công phu này thi triển, đối phương chỉ cần nhìn vào ánh mắt thì dù võ công cao đến đâu cũng sẽ bị tiêu tan một cách vô hình. Bây giờ Thạch Mộng chợt nhớ lại đã được Thất Không Thiền Sư dạy cho Đại Thừa Thiền Công. Tất vì người tiên tri được nó có quan hệ đến kiếp nạn của võ lâm tương lai, đồng thời chàng cũng cảm thấy trách nhiệm của chàng càng thêm trọng đại. Chàng trầm ngâm một lúc rồi nói,
Thì ra tiền bối vì vậy mà không chịu ra khỏi tịnh thất này. Có thể nói là như vậy. Trong 3 tháng nữa vạn bối có thể cùng tiền bối ra khỏi nơi đây tiêu diệt ma nữ có được không? Xà Cơ nhìn chàng một cái rồi thở dài nói. Công lực của ngươi xem ra không lấy làm quá kém. Nhưng nếu muốn đối địch với ma nữ còn thua xa nhiều lắm. Chàng cười nhẹ một tiếng và nói. Tiền bối nói thế e rằng hơi sớm. Cứ chờ 3 tháng sau sẽ biết. Xà Cơ gật đầu nói. Được, trong vòng 3 tháng ngươi sẽ vừa luyện công. Ta sẽ vừa truyền thụ cho ngươi y thuật vô thượng của bản môn. Có thể tương lai ngươi cần dùng đến nó. Đa tạ tiền bối. Từ đó trong tỉnh thất dưới đáy độc trì, chàng chuyên cần luyện tập đại thừa thiền công do Thất Không thiền sư trao tặng. Mỗi ngày chàng lại còn được uống thuốc quý của Xà Môn tinh luyện, cho nên sự tiến bộ hết sức thần tốc. Công lực của Thạch Mộng vốn đã tương đương với Bát Dương, nhờ căn cơ ấy cho nên luyện thần công thu được công hiệu gấp bội. Chưa hết 1 tháng chàng đã có thể thu phát tùy ý đại thừa thiền công. Sau 3 tháng, Thạch Mộng đã luyện đến cảnh giới chí cao thiền định trong đại thừa thiền công. Luyện tới công phu này mới có thể đối địch với ma thượng ma và nhãn lực của ma nữ. Xà Cơ cũng giữ lời hứa dạy cho chàng y thực kỳ diệu của Xà Môn. Họ chuẩn bị rời khỏi độc trì. Mặt nước độc trì trong Xà Dương động phủ đang lặng lẽ bình thản. Mặt nước xanh biếc bỗng nổi lên mấy đám bọt sóng lăn tăn nổi dậy nhẹ nhẹ vỗ vào bờ. Không lâu bọt nước trên mặt hồ sủi dậy càng lớn. Nước hồ chuyển động, bên bờ hồ nhân ảnh chuyển động. Từ trong khu rừng trúc rậm rạp đi ra 2 người mặc áo xám. Trên 2 cái áo xám ấy đều có thêu hình 2 con rắn lớn đen bóng. Đó là 2 tên hắc xà đệ tử. Cả 2 khác dị nhìn mặt nước hồ xanh biếc. Không có gió mà nổi sóng. Chúng hơi kêu ồ nhẹ lên một tiếng rồi đưa mắt ngạc nhiên nhìn. Một tên lên tiếng nói. Độc trì nổi sóng là hiện tượng xưa nay chưa hề có. Tên kia đáp. Chẳng lẽ trong độc trì mà có tôm cá gì sống ư? Nói bậy, trong độc trì đến quỷ còn khó dung thân sao lại có cá chứ? Hắn vừa nói dứt tiếng sóng càng dữ dội vào bờ. 2 tên hắc xà đệ tử hết hồn thất sắc kêu lên. Lẽ nào là thật, màu màu báo cho động chủ biết. Sống ở trong độc trì bắn giọt cao lên hơn cả trượng. 2 tên hắc xà đệ tử vốn sợ đến thất sắc vội vàng bắn thân người lao đi. 2 tên ấy vừa bỏ đi thì mặt nước độc trì bỗng tách ra làm 2. Một bóng nhân ảnh từ dưới lòng hồ giọt tung lên, thân ảnh lướt vào luôn ở trong khu rừng trúc. Chỉ thấy 2 ánh mắt như 2 ánh sao chớp tắt. Một lúc sau từ trong cửa động đá, 2 tên ngân xà đệ tử chạy ra cùng với 2 tên hắc xà đệ tử vừa rồi. Thế nhưng bây giờ mặt nước độc trì đã trở về với sự bình thản trầm lặng chẳng có gì lạ nữa. Ồ, ta mới thấy con rồng độc dãy sống đây mà. 2 tên ngươi có lẽ nhìn thấy quỷ, nếu lỡ bẩm cáo về động chủ 2 người sẽ bị tội nặng lắm đâu. Đúng là có mà. Câu nói của tên hắc xà đệ tử chưa dứt đột nhiên, nước ở trong độc trì lại sôi sùng sục. Một cột nước độc dựng thẳng lên rồi chụp tỏa xuống, chỗ 4 tên ấy đang đứng. Mấy tiếng rú kinh động, cả 4 tên đều lùi lại. Nào ngờ cả 4 tên lùi lại mới 2 bước thì thình lình sau lưng cuồng phong quét đến. Đồng thời một tiếng quát lanh lảnh, ngã xuống. 2 tên hắc xà đệ tử và 2 tên ngân xà đệ tử chưa kịp chuyển niệm. Chưởng phong đã quét tới. Hắc xà đệ tử rú lên một tiếng khủng khiếp. Thân hình bị chưởng phong quét ra xa 3 trượng. Hắn rơi xuống độc trì chìm liễm biến mất. Công lực của 2 tên ngân xà đệ tử cao hơn hắc xà đệ tử mấy bậc. Chúng lùi nhanh 3 bước. Dài đã cách xa bờ độc trì, đồng thời thân hình điểm mạnh, một tả một hữu giọt thân chạy mất. Các ngươi chạy trốn đi đâu? Chưởng phong rít lên như bài sơn đảo hải, chụp xuống tên ngân xà đệ tử ở bên hữu. Nước dưới độc trì lại bỗng dưng giọt lên, một cột nước cực lớn chụp xuống tên ngân xà đệ tử ở bên tả. 2 tiếng rú cùng lượt cất lên. Một tên bị chưởng phong đẩy rơi xuống độc trì, còn 1 tên bị nước độc chụp xuống ướt đẫm. Hắn giải dụa một lúc trên ngay bờ hồ. Nhân ảnh chuyển động như chớp nhoáng,
Một người vọt tới, nhấc bổng tên đệ tử đang giải ở trên mặt bờ, quăng hắn xuống hồ độc. Đồng thời người ấy trầm giọng nói vọng xuống mặt nước: "Tiền bối, hôm nay chúng ta sẽ đại khai sát giới, để buộc ma nữ phải tìm đến đây." Dưới độc trì có âm thanh nho nhỏ đáp: "Chỉ ngại nó sợ nước độc không có dám đến, hãy cẩn thận đó, Thạch Mộng." "Không sao tiền bối, đã có đại thừa thiền công đâu có sợ gì nó." Nhiều tiếng chân vội vã vọng đến: "Cẩn thận, có người đó." Trên bờ hồ, Thạch Mộng lướt thân vào khu rừng trúc. Hai lão nhân áo đỏ xuất hiện, trước ngực áo đều thêu hình một con rắn vàng, chứng tỏ cả hai đều là cao thủ hạng nhất của Xà Dương động phủ. Hai lão kim xà đệ tử, mục quang lấp lánh, ẩn hiện màu xanh biếc, hiển nhiên là chúng đã được chân truyền võ công của ma thượng ma. Tuy cả hai tuổi tác đều đã trên 80. Hai lão nhân ấy đi đến bên bờ hồ, một lão nói: "Rõ ràng ta nghe từ đây có tiếng kêu cứu, tại sao lại chẳng thấy bóng người nào?" Lão đồng bạn cũng đi trầm giọng: "Đệ tử giữa hồ đâu rồi, sao chưa lộ diện trả lời?" Vẫn không có tiếng ai hồi âm. "Quái lạ thật, sao lại không có ai ở đây vậy?" Giữa lúc ấy thì sau lưng bọn chúng bỗng nhiên có tiếng cười gằn. "Có gì là quái lạ, mấy tên giữ hồ đã đi mò tôm hết rồi." Hắn lão kim xà đệ tử quảng hốt xoay thân hình, nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú hiên ngang mặc áo đen. Cả hai lão đồng thời quát gian: "Tiểu tử, ngươi là ai?" Thạch Mộng lạnh lùng nói: "Hãy gọi động chủ ma thượng ma đến đây rồi sẽ biết." Hai lão kim xà đệ tử đưa ánh mắt nhìn nhau. Đột nhiên một lão cười khẩy: "Tiểu tử, ngươi chỉ là một tên nhãi con mà thôi, đòi gặp động chủ làm gì? Các ngươi có chịu đi hay không?" "Ngươi mà xứng đáng được gặp động chủ sao? Nghĩa là các ngươi không chịu đi chứ gì? Hãy nói ngươi từ đâu đến đây cái đã." "Không cần thiết nói, nếu các ngươi không chịu đi gọi động chủ, ta đành cho các ngươi xuống dưới hồ uống nước độc vậy." Chàng bước đến một bước, giọng lạnh như băng: "Ta hỏi lại lần nữa, các ngươi có chịu đi gọi động chủ hay không?" Hai lão kim xà đệ tử đứng bất động. Thạch Mộng gầm lên giận dữ: "Muốn chết!" Chưởng của chàng đảo lộn nhẹ nhàng đánh ra một luồng chưởng lực. Chưởng ấy của chàng tuy rất nhẹ nhàng, nhưng thực sự chàng đã tụ tập đến tám thành đại thừa thiền công. Hai lão kim xà đệ tử cười ha hả: "Tiểu tử dắt mũi chưa sạch." Một trong hai khinh thường phất nhẹ ống tay áo, còn lão kia vẫn đứng bất động. Khi chưởng lực của đôi bên vừa chạm vào nhau, thình lình lão kim xà đệ tử đang động thủ kêu bật lên: "Hảo tiểu tử!" Lão định phát lực mạnh hơn vào chưởng nhưng đã không kịp. Bình! Song chưởng chạm nhau, Thạch Mộng tuy chiếm được phần thượng phong nhưng thân hình cũng đã bị chao đảo hai cái. Còn lão kim xà đệ tử, lão đảo thối lùi ba bước lớn. Lão kim xà đệ tử đứng cạnh kinh dị thất sắc. Thừa lúc đắc thế, Thạch Mộng cuốn thân tiến sát lên. Song chưởng dồn dập đánh liên tiếp ba chiêu kinh hồn động phách. Chưởng phong gầm lên như sóng lớn, ba chiêu ấy buộc lão kim xà đệ tử phải thối lùi mấy bước nữa. Lão kim xà đệ tử thứ hai gầm lên một tiếng, sắp sửa phát chưởng cứu nguy cho đồng bọn. Bỗng nhiên Thạch Mộng la lớn: "Tiền bối!" Hai lão kim xà đệ tử còn đang ngẩn ngơ chưa biết gì sao, thì sau lưng của bọn chúng dưới mặt nước độc trì bỗng có một cột nước dựng đứng cao lên rồi từ ở trên không tỏa xuống. Thạch Mộng bước tới, chưởng đánh ra 10 thành công lực, đồng thời quát lớn: "Hãy xuống đó uống nước đi." Chưởng phong mang theo kình lực kinh khủng, một lão kim xà đệ tử rống lên, thân hình bị chưởng phong nhấc bổng ném xuống lòng hồ. Lão đệ tử thứ hai quả nhiên cũng rú lên một tiếng, thân thủ mau như là một cái lò xo, bật tung lại về phía sau xa hơn 3 trượng, lão động thân nữa rồi biến mất. Thạch Mộng vui mừng kêu lớn: "Tiền bối, lần này mong rằng gặp được ma nữ." Dưới lòng độc trì có tiếng đáp nhỏ: "Mong rằng ngươi đủ sức đối phó với ma nữ, ngươi hãy lưu ý cẩn thận đó." "Tiền bối, giảng bối biết rõ rồi, xin mời tiền bối hãy thoát khỏi Xà Dương động phủ." Nước ở trong hồ bỗng nhiên tách ra, một thiếu nữ xõa tóc bay giọt thân hình, nhẹ nhàng như là một làn khói, dương thân đến gần Thạch Mộng. Chàng vội nói: "Hai lão kim xà đệ tử vừa rồi đều thuộc loại cao thủ giang hồ,
tiền bối có chắc ứng phó được bọn này hay không? Xà Cơ cười hàm tiếu. Đại khái điều ấy không thành vấn đề. Hay lắm, tiền bối hãy tạm ẩn thân, khi nào nghe giảng bối hú lên một tiếng, chúng ta hãy phi thân ra cửa động. Xà Cơ vẫn mỉm cười, hai mắt của nàng phát ra tia sáng khác lạ, khiến cho chàng phải lấy làm kinh ngạc. Vị cô nương này tuy bên ngoài còn trẻ, nhưng sự thật tuổi tác đã hơn trăm, tại sao ánh mắt lại nồng nàn như là một thiếu nữ vậy? Chàng nhờ quen biết qua với Ngô Khanh và Bạch Hàm Như, nên cũng có chút ít kinh nghiệm. Nên khi nhìn thấy hàm ý ở trong mắt của Xà Cơ, chàng lấy làm hết sức ngạc nhiên. Trong 3 tháng nay chàng sống chung một nơi với Xà Cơ, vì tuổi tác cách nhau quá xa nên giữa hai người gần như không phân nam nữ nữa. Bạch Mộng không khỏi cười hỏi, tiền bối phải chăng người đang nghĩ đến việc gì? Đột nhiên hai má của Xà Cơ ửng hồng, tuy tuổi tác đã cao, nhưng căn bản nàng vẫn là một xử nữ trong sạch tuyệt đẹp, nên khi hai má ửng hồng, càng đẹp khó hình dung. Thạch Mộng đã biết rõ nàng đã hơn 100 tuổi, chỉ nhờ thuật trú nhan mà trẻ mãi, mà vẫn còn bị xúc động. Thạch Mộng càng thêm nghi ngờ truy vấn, tiền bối. Xà Cơ không đợi cho chàng nói hết câu, liền cười nhẹ nói, ngươi đừng hỏi nữa, đúng là ta đang nghĩ đến một việc. Có lẽ cho giảng bối biết được chăng? Đương nhiên là được, nhưng chưa phải bây giờ. Chỉ cần nói đại khái cũng được mà. Ta định xin ngươi một vật. Chàng hân hoan nói, tính mạng của giảng bối hoàn toàn là do tiền bối cứu sống. Cứ nói đi, giảng bối sẽ xin tuân lệnh. Sắc mặt của Xà Cơ lại ửng hồng, chỉ sợ nói ra ngươi không bằng lòng. Chỉ cần giảng bối làm được, giảng bối tất sẽ vui lòng. Ngươi nói thật chứ? À, đương nhiên rồi. Được, đến lúc thuận tiện ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi nhớ đấy. Dứt lời, thân hình dội bước vào trong khu rừng trúc. Chính ngay lúc ấy, trong Xà Dương động phủ vọng ra một âm thanh, rồi lập tức có hơn 10 bóng người xuất hiện. Thạch Mộng đứng cạnh bờ độc trì, quét mắt nhìn không khỏi bật ồ lên một tiếng. Là ngươi đấy ư? Tên đứng đầu bọn người ấy mới xuất hiện, nghiễm nhiên lại là Thất Hải Vật Tẩu Cổ Du. Hắn cười thản nhiên. Thạch Mộng, ngươi chưa chết sao? Chàng lấy làm lạ không hiểu gì sao tên Thất Hải Vật Tẩu này cũng có mặt trong Xà Dương động phủ này. Chàng bèn hỏi, Thường Thanh Cốc chủ, ngươi giữ chức vụ gì trong Xà Dương động phủ vậy? Thất Hải Vật Tẩu cười khải nói, chức vị nào ta cũng có thể giữ, ngươi hãy nghĩ thử xem. Câu đáp ấy khiến cho Thạch Mộng càng hoang mang không hiểu. Thất Hải Vật Tẩu lại cười lạnh, Thạch Mộng, xuất thủ đi. Chàng cả cười, khoan động thủ đã, ta muốn hỏi ngươi một việc. Cứ hỏi. Sau lưng Thất Hải Vật Tẩu đứng một hàng đệ tử, 3 cấp kim, ngân và hắc đệ tử. Thạch Mộng nhận ra có cả bọn Thiên Diện Thần Ma, Hắc Trảo Diêm Bà, Quyền Ưng Ma Kiêu, Kim Quải Bà Bà. Thân phận võ công của chúng rất thâm hậu, thế mà vẫn chỉ là thuộc hạ của hạng ngân xà đệ tử. Chàng nhớ ra tên Thất Hải Vật Tẩu chính là người hãm hại Bạch Vân Thanh, là thân phụ của Bạch Hàm Như, đồng thời cũng là Long Môn cư sĩ, ân sư của chàng. Liền lạnh giọng hỏi, Thường Thanh Cốc chủ, ngươi có biết Bạch Vân Thanh là ai không? Long Môn cư sĩ. Ngươi biết ngay từ sớm là thế, lẽ nào lão phu lại không biết? Chàng gầm lớn, trước khi Long Môn cư sĩ bị hại, ngươi đã biết chưa? Cần gì phải hỏi? Môn phái Bí Phủ quán thù gì với ngươi? Bà phái Quyền Thiên Bí Phủ Quỷ Môn không thể đổi trời chung. Chàng gầm lên điên cuồng, dẫn Bí Phủ chân lực lên song chưởng, đánh chụp xuống, chưởng lực hùng hồn, sắp đánh trúng ngực. Thất Hải Vật Tẩu bỗng hắn đưa tay quét mạnh, quá giải chưởng lực của chàng, biến thành vô hình. Thạch Mộng cả kinh, chàng không ngờ công lực của đối phương cao đến trình độ ấy. Hơn 10 tên đệ tử 3 cấp kim ngân và hắc đệ tử Xà Dương động phủ đứng sau lưng của Thất Hải Vật Tẩu nổi giận gầm thét, Tà Môn tiểu tử, hãy giết chết y. Song thủ của Thất Hải Vật Tẩu khoát mạnh ra ý cấm các đệ tử ồn ào. Hắn lạnh lẽo hỏi Thạch Mộng, tiểu tử phàm bất cứ ai rơi xuống độc trì không thể toàn thây, tại sao một mình ngươi sống sót vậy?
Chàng cười khải nói: "Cái thứ nước độc dớ dẫn ấy làm gì được thiếu gia? Ta không tin tiểu tử người có thể sống được 3 tháng dưới hồ nước độc kia. Nhưng sự thật sờ sờ ra đấy mà. Thạch Mộng, ngươi cần nói thật ở dưới lòng hồ có gì bí mật, lão phu sẽ tha mạng cho ngươi." "Tha mạng ư?" Chàng bật cười ha hả. "Thường Thành cốc chủ, ngươi không tự biết lượng sức mình rồi đó." Đột nhiên có bóng áo vàng lướt mau đến. Một thiếu niên áo vàng gọi lớn: "Gia gia, hãy để tự tay con giết tiểu tử ấy." Thạch Mộng nhận ra đó là tên thiếu niên áo vàng đã từng bị điểm huyệt bởi Bạch Hàm Như. Hắn chính là thiếu cốc chủ Thường Thanh cốc Cổ Thạch. Thất Hải giật tẩu, chưa kịp nói gì, một tên kim xà đệ tử đã vội bước lên cung thân bẩm: "Xin thiếu động chủ chớ bẩn tài, để thuộc hạ giết y cũng được." Thạch Mộng nghe câu ấy cơ hồ không còn tin ở tai của mình nữa. Chàng nghĩ bụng: thiếu cốc chủ Thường Thanh cốc lại là thiếu động chủ Xà Dương động phủ, thế thì Thất Hải giật tẩu là động chủ của Xà Dương động phủ sao? Ý nghĩ ấy vừa dứt, chàng bật quát to: "Thất Hải giật tẩu, ngươi được làm động chủ Xà Dương từ bao giờ vậy?" Thất Hải độc tẩu không thèm để ý đến chàng, hắn quay đầu về phía kim xà đệ tử nói: "Công lực tiểu tử ấy chưa biết có tiến bộ gì không, ngươi bắt giữ y thử xem." Thiếu động chủ Cổ Thạch bỗng gào lớn: "Gia gia, để kiện bắt y cho con." "Thạch Nhi, còn tham lập công làm gì?" "Không phải tham lập công đâu gia gia, hà cớ buộc hài nhi phải nói thêm?" Thất Hải giật tẩu bật cười lớn: "Quá ra con vẫn oán hận vì bị y đoạt người yêu. Thôi được, ta cho con tùy ý." Nét mặt Cổ Thạch đầy sát khí, hắn xoay đầu nhìn trừng Thạch Mộng rồi bước tới chàng.